Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ở clip này là một clip tổng hợp toàn bộ các ải ở trong cái sự kiện mùa hè này. Để nếu mà giả sử có ra lại hoặc là những bạn nào mà chưa biết cách vượt qua thì các bạn có thể tham khảo. Nhưng mà trước hết thì hôm nay là đến bắt đầu ngày 4 của cái sự kiện Carnival mùa hè này. Sẽ có tiêu kim cương và hoàn kim cương. Bạn nào mà muốn hôm nay kiểu dạng như là lấy quay ở trong vật tổ này, các bạn có thể quay ở đây. Và kèm theo nữa là cũng sẽ kèm lấy cái hoàn trả chi tiêu kim cương trong 3 ngày nữa này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả 10 ải của cái sự kiện mùa hè. Trận đầu tiên các bạn sẽ đấu con Slowpoke này. Mình vẫn nhớ mấy cái ải này. Đó là các bạn sẽ cần phải tiêu diệt con Slowpoke trong vòng có một lượt hay là tiêu diệt nó cùng một lúc ấy. Thì các bạn chỉ cần lắp một con Magnezone vào này thôi. Và khi mà nó nổ, toàn địch sẽ bị tiêu diệt. Bùm. Và các bạn sẽ vượt qua cái ải này cực kỳ dễ dàng. Đây là trí nhớ của mình về những cái ải này. Hình như ngày đầu chỉ mở được 2 ải thôi. Đánh bại tất cả Seller trong thời gian giới hạn này. Đợt đấy thì mình nhớ là mình chọn cái này. Xong mình chọn cái này. Xong mình chọn cái quái này. Đây, như này. Hình như như này. Thực ra ải này không có cái mẹo gì đâu. Cứ lấy và đánh thôi. Và các bạn sẽ đánh cái con Seller nào mà nó như là đây, nó hiện lên như thế này thì đánh thôi. Còn những con mà đang úp như thế kia thì chịu. Và nó nổ thì đương nhiên là độc cũng chết rồi. Và bạn chỉ cần đánh như này thôi là xong. Vừa độc vừa nổ này. Và các bạn vượt qua ải 2 một cách dễ dàng. Đó là hai ải đầu tiên. Cái ải này rồi, các bạn có thể xem lại. Ở ải này hình như ngày trước mình sử dụng đội hình như thế này ấy. Kiểu dạng như là khoái con Dragonite này. Nó gây ra sát thương rất là cao ấy. Bạn cũng cần phải có một con để bảo vệ con Slowpoke này. Để tránh kiểu dạng như là bị tiêu diệt ấy. Thì có nhiều người có thể sử dụng đó là Mega Aggron. Có người sẽ sử dụng cả Exit Slash nữa. Thì ở đây thì mình quen chơi đội hình như thế này thì mình sử dụng thôi. Đây kiểu dạng như thế này, cứ đập một phát là một con chết, xong rồi kèm theo là nó sẽ còn cả cái hiệu ứng tê liệt nữa, địch sẽ không thể hành động này. Đây, đây là địch sẽ bị dính hiệu ứng tê liệt là coi như là không ấy được rồi. Cái ải này cũng không phải là một ải khó đâu. Bạn hoàn toàn có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Quả này mình bị nhầm, đáng ra nên ra một quả tuyệt kỹ. Nhưng mà cũng không sao cả. Bởi vì con Cobalion này nó sẽ ulti và giành chiến thắng thôi. Thì những ải này cũng không đến nỗi khó. Còn ải này nhá, thì ở những bản khác thì là phải tiêu diệt Pokemon nào mà con Slowpoke này nó giữ cái vương miện của nhà vua, là đá vua. Các bạn sẽ thấy nó đánh lên thì nó sẽ hiện lên này. Thì đấy chính là đá vua, các bạn sẽ phải tiêu diệt nó ấy. Thì ở các bản khác chỉ cần đánh nó chết là coi như là bạn sẽ vượt qua rồi. Còn ở bản này hình như là để nó đánh xong rồi nó tự chết cơ thì mới gọi là qua. Chẳng biết thắng hay thua. Ở đây thắng. Thì mục tiêu là phải tiêu diệt con đấy thôi. Thế là qua được 2 ngày rồi. Rồi. Ải 5. Di tích lửa. Bạn sẽ phải thắp sáng toàn bộ những Monchest ở đây. Bằng cách đó là đánh vào. Các bạn có thể đánh theo cái hướng dẫn này. Đầu tiên các bạn sẽ đánh vào con hàng đầu. Tiếp theo con ở giữa hàng đầu. Và cuối cùng các bạn sẽ đánh vào con ở cuối. Và ải này sẽ được vượt qua một cách dễ dàng. Ải 6 di tích điện. Đánh đối nghịch nhau ấy
Các bạn sẽ nhìn để ý đó là trên mỗi con Pikachu hay là trên mỗi con Zapdos này nó sẽ có dấu trừ, dấu cộng. Nếu bạn có Pikachu dấu trừ này thì bạn sẽ đánh vào con dấu cộng. Tuy nhiên là nên lưu ý đánh theo kiểu như này nhá. Mỗi con sẽ đánh vào từng con chứ không phải đánh dồn hết chết một con đâu. Bởi vì đánh dồn chết hết một con là lúc này bạn đang sử dụng skill 2, đến lượt sau sử dụng skill 1 đánh lên cùng một địch kia thì sát thương nó cũng bị kém đi. Thì bây giờ bạn sẽ chọn những con nào mà dạng như là chưa từng đánh thì các bạn sẽ đánh. Lưu ý là đừng giết con nào cả, bởi vì đằng nào đến lượt 3 các bạn cũng sẽ giết được hết thôi. Mấy cả bọn chim Zapdos này nó cũng không có gây sát thương gì đâu, nó đứng yên mà, cho bạn đánh thôi. Và bây giờ các bạn cứ nhầm con nào cộng trừ để đánh lần lượt. Thì ải này cũng không phải là một ải khó đâu. Lưu ý là cứ nhìn cố nhìn rõ nhé, bởi vì là bạn chỉ cần đánh sai phát là lại phải đánh lại từ đầu đấy. Còn bây giờ đến lượt 3 rồi, kết thúc. Bạn bổ từng con một thôi. Cộng vừa trừ, trừ vừa cộng, thế là vừa đủ hết luôn. Và ải 8 này cũng đã kết thúc. Ải tiếp theo, di tích băng. Phá vỡ mọi tảng băng mà không phải dính một cái chi tiết nào cả. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng những Pokemon như thế này. Hình như ngày trước sử dụng này. Nhớ nhớ mang máng thế. Các bạn sẽ không được đánh vào đúng vị trí con Articuno, nhưng mà vẫn phải đảm bảo đó là giết tất cả. Đó là những con Regieye ở đây. Đầu tiên Weavile sẽ đánh tấn công như thế này. Tiếp đến Pokemon này sẽ đánh một địch. Thì đánh vào đây là vừa đủ hết một cái. Các bạn ý trên mỗi đầu con Regieye nó sẽ có cái dấu hiệu đóng băng ấy. Đánh hết dấu hiệu băng này nó sẽ bị chết này. Bây giờ đến lượt Entei đánh theo kiểu một hàng dọc, thế là chết. Còn tiếp theo đến lượt đó là con Dragonite cũng sẽ đánh theo kiểu một hàng dọc như thế này. Và đây đánh một con thôi, chết. Và Registeel sẽ đánh một hàng dọc, thế là chết nốt. Vậy lại vượt qua cái ải này, nhưng mà không được giết Articuno. Chúng ta sẽ mở ải 8 bài hát của Lugia này. Ải này có thể sẽ phải đánh lại đấy. Trong ải này thì các bạn có thể lấy đội hình như thế này cũng được này. Lần trước mình hay lấy đội hình như thế này thì phải. À không, không phải. Như này. Hoặc là con Entei, hoặc con Electivire cũng được. Cấp độ 8 bài hát của Lugia. Đợt này thì mình sẽ thử khác đi một tí. Mình sẽ sử dụng Suicune và Blissey. Ngày trước thì mình sử dụng Blissey với cả một Pokemon khác cơ, Chanure. Thì cũng nên có Blissey ở trong team, bởi vì nó sẽ có khả năng là giúp cho team của bạn, giúp cho con Blissey của bạn được hồi, con Slowking được hồi máu, và kèm theo nữa là tăng tốc độ dành cho team bạn lên. Lúc đầu tiên thì chưa cần mất máu thì thôi, bạn cứ để lại skill 2 sau. Còn đây Suicune nó sẽ bắt đầu là ra skill 2 để giúp cho Slowking được hành động. Và bây giờ đến Blissey hồi máu. Xong đầu đến Suicune lại ulti để hồi máu với hồi máu liên tục thôi, để cho Slowking nó hành động đủ 3 lần là ok. À 5 lần. Còn 2 lần nữa. Giảm tốc nó đi. Cố gắng hạn chế đừng để cho bên địch được đầy nộ này. Đóng băng. Và vừa rồi Suicune đã có skill 2 rồi thì có khả năng giải khống chế. Và bạn chỉ cần hành động thêm một lần nữa thôi là xong. Bạn đã vượt qua được cái ải này. Thử thách thứ 9, Lugia đang đến, tức nghĩa bạn sẽ phải tiêu diệt 3 con chim huyền thoại trong này. Lần trước thì mình sử dụng cái đội hình theo kiểu mà toàn những Pokemon hệ điện tấn công ấy. Nhưng mà vẫn phải kèm thêm đó con Lucario nữa. Trước như này thì phải, thôi cự. Hoặc là con Electivire ấy. Dạ như mỗi lượt thì con Lugia này nó sẽ đặt hiệu ứng nốt nhạc lên một địch nào đó. Ví dụ như vừa đặt con lên Articuno chẳng hạn. Bây giờ bạn sẽ
sử dụng đội hình tập trung để tấn công vào nó, giết nó, bởi vì lúc này đang rất là yếu. Sử dụng kèm thêm Lucario bởi vì là Lucario đánh ké mà. Còn đâu mình để con Chanelure vào mục đích là để nó giảm nộ địch đi, không ra ulti nữa, cái đó nguy hiểm. Bởi vì bọn này đánh ác phết đấy. Và bây giờ nốt nhạc lại vừa đặt lên tiếp, đó là con Montes. Thì các bạn sẽ bắt đầu tập trung đánh vào Montes tiếp này. Xong. Thì cứ đi lần lượt như vậy thôi. Còn đâu là giảm nộ đi, đừng để nó ulti, rất là nguy hiểm. Lúc này thì các bạn nên dự trữ lại, đó là cái lượng nộ này, để đợt sau con Lugia nó sẽ đặt nốt cái hiệu ứng đây, nốt nhà tiếp lên con Zapdos. Thì mỗi các bạn sẽ dồn để tấn công nốt nó thôi, là coi như sẽ giành chiến thắng. Chú ý đợt này ải này là phải đi theo những cái nốt nhạc của Lugia. Thì chúng ta đã vượt qua ải 9 và cuối cùng là ải 10. Ải 10 như không phải ải khó đâu. Ải đây ải đánh một con châu, đánh bọn châu bò này thôi. Sử dụng toàn những Pokemon bình thường như thế này để tấn công. Thì thực ra là các bạn cứ lắp vào, kiểu gì cũng win mà. Đây, bộ ngũ những Pokemon quan trọng ở những Pokemon khởi đầu đây, sử dụng đội hình đánh đánh. Nhưng mà sát thương chủ yếu các bạn sẽ sử dụng đó là Slowking để đánh là chính. Vừa vào bục phát chết một con. Còn đâu những thành phần kia đi theo để nhìn đẹp là chính. Chứ còn đâu dễ chết lắm. Các bạn có thể để một số Pokemon lúc nãy để ở hàng dưới. Đấy, tự nghĩ con Slowking này nó đánh phát nào hầu như là chết con nó rồi. Cho nên bọn bên cạnh nó đi kèm để gọi đánh ké cùng thôi chứ. Rất là dễ chết. Thì bạn để cho con Slowking để tấn công thôi. Tức nghĩa là cứ đến lượt hành động của Slowking này thì nó có thể đánh chết được một địch. Và cuối cùng bạn đã vượt qua được 10 ải ở trong cái sự kiện mùa hè này. Một cái đá bùa đỏ và một cái danh hiệu. Xong, thế là bạn đã vượt qua.